Hương Giang bức xúc, tôi bị mọi người chỉ trích rất dữ dội. Người ta bảo tôi nói gì mà nói lắm thế, không biết bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy dỗ người khác. Tuần này, tập 5 chương trình Chị Em Chúng Mình sẽ lên sóng với nhiều phần chia sẻ đầy hấp dẫn, kịch tính đến từ các nghệ sĩ tham gia. Trong số 5 nghệ sĩ tham gia chương trình, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh được xem là một gương mặt khá mới với thị trường game show. Được biết, đây là game show đầu tiên cô ngồi ghế nóng suốt từ đầu tới cuối. Vì vậy, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh tỏ ra khá căng thẳng. Cô bày tỏ, tôi rất ít khi làm game show truyền hình. Đây có lẽ là game show đầu tiên tôi ngồi lâu dài đến thế nên rất căng thẳng. Tôi căng thẳng tột độ, run tới mức độ không dám xem lại chương trình sau khi lên sóng. Phải giả vờ đang bận làm việc, nhưng tôi lo lắng như vậy cũng là vì muốn nó tốt. Harry Won dù đã từng tham gia rất nhiều game show nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cô nói, không phải mình chị Lê Khanh đâu mà tôi cũng lo lắng. Tôi chỉ sợ mình lỡ miệng, quá thật khi kể những câu chuyện của mình trên truyền hình như thế này. Riêng Thúy Ngân lại cảm thấy thoải mái vì được mọi người ủng hộ. Cô nói, ban đầu tôi cũng lo lắng lắm khi kể chuyện của mình ra, nhưng rất may là khán giả lại đồng cảm. Chẳng hạn, khi tôi kể câu chuyện về chị hai ở nước ngoài, rất nhiều khán giả ủng hộ tôi. Nghe Thúy Ngân nói vậy, Ninh Dương Lan Ngọc cũng kể lại, khi tôi kể ra những áp lực từng gặp phải trong nghề, tôi không ngờ mọi người lại đồng cảm với tôi đến thế. Họ cảm nhận được những khó khăn tôi phải trải qua, hiểu và yêu thương tôi nhiều hơn. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến khen chê, nhưng tôi vẫn có thêm động lực để chia sẻ nhiều cái hơn. Riêng Hương Giang lại tỏ ra bức xúc vì bị nhiều khán giả chỉ trích. Cô nói, mọi người thì được khen nhiều, đồng cảm nhiều, chứ tôi thì phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Từ khi tham gia game show truyền hình, đặc biệt là chương trình này, tôi bị mọi người chỉ trích rất dữ dội. Người ta bảo tôi nói gì mà nói lắm thế, không biết bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy dỗ người khác. Tôi xin nhắc lại, tôi không dạy dỗ ai hết. Tôi nói ngay từ đầu rồi, những gì tôi nói trên truyền hình là quan điểm cá nhân của tôi. Nếu mọi người cảm thấy giúp ích được cho mình thì lắng nghe tôi nói, còn không thì bỏ qua và chọn những quan điểm khác để nghe. Tôi không ép ai phải nghe theo mình hết. Tôi xin đính chính, đây là nơi để phụ nữ lên tiếng, nhưng tôi không đại diện cho phụ nữ để nói bất kỳ điều gì. Tất cả chỉ là quan điểm của mỗi người mà thôi. Tôi ngồi đây vì tôi dám nói, dám lên tiếng, chứ không phải để dạy dỗ ai hết. Chẳng hạn, khi tôi chia sẻ về gu đàn ông của mình, rất nhiều chị em phụ nữ tỏ ra thích thú. Bảo tôi đã nói đúng rồi còn nói to. Từ đó tôi thấy, chị em phụ nữ nào cũng có gu đàn ông riêng, nhưng không phải ai cũng dám nói ra, sợ bị chê là thực dụng, bị nói nọ nói kia. Nhiều người còn bất ngờ khi tôi dám lên truyền hình nói về gu đàn ông. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nghe Hương Giang nói vậy lập tức lên tiếng bảo vệ đàn em. Chúng tôi ngồi đây đều không phải người hoàn hảo, nên chúng tôi không dám dạy dỗ ai hết. Tôi cần khẳng định lại một lần nữa như vậy. Chúng tôi chỉ nói lên những điều không ai dám nói, những cái mà phụ nữ vẫn cứ phải ngại ngùng khi che giấu. Được biết, thời gian gần đây, Hương Giang thường xuyên được mời ngồi ghế nóng của ban bình luận trong các game show hot như Người Ấy Là Ai, Quý Ông Đại Chiến, Chị Em Chúng Mình. Tại đây, cô đưa ra vô số nhận xét, quan điểm sâu sắc. Chính vì thế, cô bị khá nhiều khán giả chỉ trích và chê bai rằng đang lên mặt dạy dỗ người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của kênh tin tức. Đừng quên nhấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh.